Có bao giờ bạn nghe đến cái tên Phantom Claw hay còn được gọi là vuốt ma chưa? Nếu chưa thì video này sẽ mang đến cho bạn những sự thật kinh hoàng về một con ác quỷ mang hình hài chó sói trong thế giới Minecraft. Sói là một loài động vật có ích trong tựa game Minecraft. Nếu bạn thuần phục những con sói bằng cách cho chúng ăn xương thì chúng sẽ trở thành những đồng minh đáng tin cậy sẵn sàng bảo vệ bạn khỏi mọi mối nguy hiểm. Tuy nhiên, hãy cẩn thận nếu bạn tấn công một con sói chưa được thuần hóa, vì nó sẽ đáp trả bạn bằng sự hung hãn của động vật hoang dã. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều câu chuyện kinh dị về một loài sói không giống bất kỳ con chó sói nào trong thế giới Minecraft. Nó sở hữu những khả năng đáng sợ mà bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi. Và mình là Latgat Gaming, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vuốt ma, con quỷ sói ẩn mình trong Minecraft. Lưu ý, hình ảnh trong video chỉ mang tính chất minh họa. Phantom Claw là một thực thể vô cùng đáng sợ, ngoại hình của nó giống như những con chó sói bình thường. Nhưng điều kinh dị chỉ thực sự diễn ra khi nó quyết định tấn công người chơi. Lúc này thứ được gọi là vuốt ma sẽ biến thành một con quỷ sói đích thực với ngoại hình đẫm máu cùng đôi mắt rực sáng trong bóng đêm. Khi đang ở trong hình dáng là một con sói bình thường chưa được thuần phục, Phantom Claw sẽ đi lảng vảng xung quanh người chơi. Nó luôn giữ khoảng cách nhất định và dường như đang quan sát mọi hành động của bạn. Mục tiêu của nó là muốn bạn thuần hóa để có thể luôn hiện diện mọi lúc mọi nơi bên cạnh người chơi, rồi từ từ đem những điều kinh hoàng đến với họ. Cụ thể là những chuyện kinh dị nào thì mình sẽ bật mí ở phần sau của video nhé. Người chơi đầu tiên bắt gặp vuốt ma vào một ngày nào đó trong năm 2015. Kể từ đó câu chuyện về nguồn gốc của con sói kinh dị này vẫn còn là một bí ẩn lớn trong cộng đồng Minecraft. Không ai biết chính xác nó đến từ đâu hay mục đích thực sự của sinh vật bí ẩn này là gì. Tất cả đến tận bây giờ cũng chỉ là một ẩn số mà chưa hề có lời giải đáp. Vậy làm sao để biết được con quỷ sói vuốt ma đang hiện hữu đâu đó xung quanh người chơi? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về 7 dấu hiệu cho thấy Phantom Claw đang tồn tại trong Minecraft của bạn. Dấu hiệu thứ nhất, bị con sói nhìn chằm chằm trong khi bạn đang ngủ. Nếu bạn đang nuôi một con chó và mỗi đêm trước khi đi ngủ bạn thường xuyên thấy con chó của mình nhìn chằm chằm vào bản thân qua ô cửa sổ, bạn cảm thấy đôi mắt của nó không chỉ lạnh lẽo mà còn toát lên một điều gì đó rất bất thường, như thể nó đang quan sát từng hành động của bạn, thì rất có thể con sói mà bạn đang nuôi chính là sinh vật huyền bí vuốt ma. Không chỉ thế, nếu bạn thức dậy vào lúc nửa đêm mà con chó vẫn đứng yên ở vị trí đó, ánh mắt nó không rời khỏi bạn dù chỉ một giây, thì mình khá chắc chắn rằng thứ đang theo dõi bạn không gì khác chính là con quỷ sói Phantom Claw. Sáng hôm sau, khi thức dậy, người chơi sẽ thấy con chó sói ngồi cạnh giường ngủ của mình một cách đầy bí ẩn. Dù cửa nhà đã đóng kín và sói là loài không hề có khả năng mở cửa, cũng như chẳng có dân làng nào ở xung quanh ngôi nhà của bạn, nhưng nó vẫn có thể xuất hiện ở bên trong, thậm chí là ngay bên cạnh chiếc giường. Bạn đã kiểm tra khắp căn nhà nhưng tất cả đều không có dấu hiệu bị xâm nhập. Lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bạn chính thức đang nuôi một con quỷ trong ngôi nhà của mình mà không hề hay biết. Nếu bạn tiếp tục trò chơi thì chuyện này không chỉ xảy ra một lần mà cứ diễn ra liên tục từ đêm này sang đêm khác. Người chơi có thể thay đổi vị trí giường ngủ, tìm đủ mọi cách không cho con sói đến gần cửa sổ, hoặc thậm chí là xây dựng một ngôi nhà mới. Nhưng con chó vẫn xuất hiện tại cùng một vị trí và nhìn chằm chằm vào họ trước khi họ đi ngủ, cũng như ngồi cạnh giường khi họ thức dậy vào buổi sáng. Điều tốt nhất lúc này là hãy xóa thế giới đó khỏi Minecraft của bạn ngay, trước khi vuốt ma mang những điều tồi tệ thực sự ập đến với bạn. Dấu hiệu thứ hai, quái vật xuất hiện ngày càng nhiều. Nếu một ngày nào đó những quái vật như zombie, skeleton và creeper xuất hiện xung quanh ngôi nhà rất nhiều vào ban đêm, mặc dù người chơi đã cắm đuốc khắp nơi để xua đuổi chúng, trước đây, việc đặt đuốc xung quanh căn nhà luôn đảm bảo rằng khu vực này sẽ an toàn không có bất kỳ quái vật nào xuất hiện. Tuy nhiên, kể từ khi bạn thuần hóa một con chó sói và biến nó thành vật nuôi, những biện pháp này dường như là vô tác dụng. Người chơi sẽ thường xuyên nghe thấy tiếng rên rỉ của zombie, tiếng bước chân khô khốc của skeleton và tiếng xì xì đặc trưng của creeper ngay phía bên ngoài. Dù đã kiểm tra kỹ lưỡng và chắc chắn rằng không còn bất kỳ góc tối nào để quái vật có thể xuất hiện, nhưng chúng vẫn kéo đến mỗi đêm như bị một sức mạnh vô hình nào đó thu hút. Mỗi lần ra ngoài vào ban đêm, cảm giác ghê rợn khi phải đối mặt với những quái vật này trở nên ngày càng tồi tệ hơn đối với người chơi. Thứ gây nên hiện tượng này không gì khác chính là con sói ác quỷ vuốt ma. Nó triệu hồi và sử dụng những con quái vật như một công cụ để gây ra nỗi sợ hãi và tấn công người chơi. Điều này khiến cho họ ngày càng trở nên hoang mang mỗi khi màn đêm buông xuống vì không thể ngủ được, bởi có quá nhiều quái vật xung quanh. Lúc này bạn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải quyết lũ quái vật để mang lại sự bình yên cho trò chơi. Nhưng dù cố gắng đến đâu thì chuyện kinh dị này sẽ không bao giờ kết thúc nếu như thực thể Phantom Claw vẫn luôn ở bên cạnh và quấy phá bạn. Dấu hiệu thứ ba, tiếng hú kinh dị vào ban đêm. Khi màn đêm buông xuống và mọi thứ trở nên yên tĩnh, những tiếng hú lạnh lẽo và ghê rợn bắt đầu vang lên chính là dấu hiệu cho thấy con quỷ sói kinh hoàng kia đang tồn tại đâu đó trong thế giới Minecraft của bạn. Tiếng hú này không giống bất kỳ âm thanh nào mà người chơi từng nghe thấy.
Nó kéo dài, vang vọng và đầy ám ảnh như thể phát ra từ một sinh vật không thuộc về Minecraft. Tiếng hú kinh dị đó như một lời nhắc nhở rằng Phantom Claw luôn ở rất gần bạn. Nếu bạn cố gắng ngủ trong khi âm thanh quái quỷ đó đang phát ra, thì nhân vật của bạn sẽ không thể nào ngủ được, dù cho chẳng có con quái vật nào ở xung quanh cả. Đã từng có nhiều người chơi cố gắng xác định nguồn gốc của tiếng hú, nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích. Tuy nhiên mình có thể chắc chắn một điều rằng khi tiếng hú được vang lên, cũng là lúc bạn không thể nào tìm thấy con chó sói mà mình nuôi, vì nó chính là thủ phạm tạo nên âm thanh kinh hoàng đó. Woodma dường như sở hữu một ý thức vượt ngoài tầm kiểm soát của trò chơi. Nó sẽ tìm mọi cách để trốn thoát khỏi ánh mắt của bạn và hú lên nhằm mục đích khiến người chơi sợ hãi, rồi từ từ đem đến những điều tồi tệ đến với họ. Hãy thoát khỏi trò chơi ngay lập tức nếu như bạn nghe thấy tiếng hú bí ẩn này trong Minecraft, vì không ai biết chuyện kinh hoàng gì sẽ chờ đón bạn ở phía trước. Dấu hiệu thứ tư, con chó sói có ý thức riêng. Một trong những hành động kỳ lạ cho thấy con sói mà bạn đang nuôi không gì khác ngoài thực thể Phantom Claw chính là nó tự động đứng lên mà không cần mệnh lệnh từ chủ nhân. Trong thế giới Minecraft, sói thường chỉ đứng dậy khi người chơi ra lệnh. Tuy nhiên, con quỷ sói Woodma dường như có một ý thức riêng. Nó sẽ tự đứng dậy bất cứ lúc nào ngay cả khi người chơi không ra lệnh. Nếu như bạn đã cho con sói của mình ngồi yên tại một vị trí để dễ dàng làm công việc của bản thân mà không bị nó đi theo, đến khi bạn quay lại và phát hiện con chó mà mình nuôi đã tự động đứng dậy, dù chưa có sự cho phép thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thứ mà bạn đang giữ bên cạnh mình hoàn toàn không phải một con sói bình thường trong trò chơi, mà chính là sinh vật kinh dị Phantom Claw. Bằng một cách thần kỳ nào đó, mọi quy luật trong tựa game hầu như không thể tác động đến thực thể Woodma. Vì vậy nó có thể làm những hành động đáng sợ nằm ngoài phạm vi của Minecraft. Dấu hiệu cụ thể nhất cho thấy điều đó chính là việc con chó sói tự dưng đứng dậy mà không hề có mệnh lệnh từ người chơi. Nếu bạn không may gặp được hiện tượng ma quái này, thì tốt nhất là hãy tránh khỏi con chó sói mà bạn đang nuôi càng xa càng tốt, vì nó vốn dĩ là thứ hoàn toàn không thuộc về thế giới Minecraft. Dấu hiệu thứ 5, con chó sói thường xuyên trèo lên nóc nhà. Nếu như bạn đang nuôi một con chó sói trong Minecraft, và hàng đêm nó thường xuyên trèo lên nóc nhà và ở rất lâu trên đó, thì mình khuyên bạn nên thoát khỏi trò chơi ngay lập tức. Hành động trèo lên nóc nhà của con chó hoàn toàn khác thường và khó hiểu. Trong khi những con sói bình thường sẽ ở gần chủ nhân hoặc đi lảng vảng xung quanh, thì Woodma dường như có một mối liên kết kỳ lạ với bóng tối và những nơi cao. Bằng chứng cho điều đó là mỗi đêm người chơi có thể bắt gặp chú chó của mình đứng trên nóc nhà, đôi mắt nó luôn hướng về phía mặt trăng và nhìn rất lâu, như thể đang chờ đợi một thứ gì đó. Không ai biết mục đích của hành động này là gì, cũng như Phantom Claw đang đợi chờ chuyện quái quỷ gì xảy ra. Nhưng mình có thể chắc chắn một điều rằng đó là dấu hiệu cực kỳ tồi tệ, cho thấy những nguy hiểm tiềm tàng đang đến rất gần bạn. Đã từng có nhiều người chơi tìm đủ mọi cách để ngăn chặn hành vi leo lên nóc nhà của con chó mà mình nuôi, nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích. Thậm chí họ không thể biết được làm cách nào mà con sói có thể trèo cao như vậy, trong khi hoàn toàn không có lối lên. Woodma như thể có khả năng dịch chuyển tức thời, đó là cách duy nhất để có thể lý giải cho hiện tượng kỳ bí này. Chưa dừng lại ở đó, việc con chó sói thường xuyên trèo lên nóc nhà dường như cũng liên quan đến một dấu hiệu kinh hoàng khác mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ. Dấu hiệu thứ 6, mặt trăng máu. Một trong những hiện tượng kinh dị nhất cho thấy Phantom Claw đang tồn tại trong Minecraft của bạn chính là mặt trăng chuyển sang màu đỏ máu vào ban đêm. Thay vì mặt trăng màu trắng như thường ngày, người chơi bắt đầu nhận thấy một mặt trăng đỏ rực treo lơ lửng trên bầu trời. Ánh sáng đỏ rực từ mặt trăng này chiếu xuống làm cho mọi thứ trở nên u ám và đáng sợ hơn bao giờ hết. Đêm trăng máu thường đi kèm với sự gia tăng hoạt động của quái vật xung quanh. Chúng trở nên hung hãn và đáng sợ hơn, như thể bị ảnh hưởng bởi một sức mạnh kỳ lạ nào đó từ mặt trăng. Điều này càng khiến cho người chơi bị đặt vào những tình huống nguy hiểm do quái vật gây ra. Đôi khi trong ánh trăng đỏ rực, bạn có thể nhìn thấy con chó sói mà mình nuôi ngồi trên nóc nhà và hướng về phía mặt trăng máu. Có lẽ việc sinh vật quỷ quái Woodma thường xuyên trèo lên nóc nhà là để chờ đợi hiện tượng kinh dị này xảy ra. Mặt trăng máu không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên kỳ bí, mà còn là một lời cảnh báo về sự hiện diện của một thực thể ác quỷ trong thế giới Minecraft. Nhiều người chơi cũng bắt đầu tìm kiếm lời giải đáp cho hiện tượng ma quái này. Tuy nhiên mọi nỗ lực đều dường như vô ích trước sức mạnh vô hình. Và khi bạn đối mặt với ánh sáng đỏ rực của mặt trăng máu, cũng là lúc bạn đang ở rất gần với mối nguy hiểm tiềm tàng thật sự. Dấu hiệu thứ 7, đụng độ trực tiếp với Phantom Claw. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất và kinh hoàng nhất, cho thấy người chơi đang đối mặt với một thực thể không giống bất kỳ sinh vật nào trong Minecraft. Khi Woodma quyết định lộ diện hình dạng thực sự của nó, cũng là lúc người chơi rơi vào tình trạng nguy hiểm nhất. Nó không chỉ mang đến những tai họa xuyên suốt khoảng thời gian giả vờ là một con sói hiền lành ở bên cạnh người chơi, mà còn trực tiếp tấn công họ. Đó mới là điều kinh khủng nhất. Nó di chuyển một cách rất nhanh chóng và có thể gây nên một lượng sát thương rất lớn cho người chơi. Mọi vũ khí dường như trở nên vô dụng trước sức mạnh to lớn của quỷ sói Phantom Claw.
Nếu như thực thể ma quái này trực tiếp xuất hiện trước mặt bạn, thì đã quá chậm trễ cho mọi hành động phản kháng. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi vuốt ma tấn công bạn? Phantom Claw hầu như không thể tác động đến thế giới bên ngoài, mà chỉ có thể mang lại những thảm họa kinh hoàng cho trải nghiệm chơi game của bạn. Tuy nhiên, đã có nhiều trường hợp người chơi bị ám ảnh rất lớn về vuốt ma sau khi đụng độ với sinh vật kinh dị này. Vì vậy bạn tuyệt đối không nên đối đầu với Phantom Claw, cũng như hãy thoát khỏi trò chơi ngay nếu như bắt gặp những dấu hiệu cho thấy con quỷ sói này đang hiện diện trong Minecraft của bạn. Và đó là tất cả những gì mình biết về vuốt ma, con quỷ sói ẩn mình trong Minecraft. Nếu như video này sớm đạt được 2.000 like, thì tập sau mình sẽ làm về câu chuyện kinh dị của người chơi đầu tiên chạm trán với thực thể Phantom Claw nhé. Các bạn có nhân vật kinh dị nào trong thế giới Minecraft muốn mình review tiếp theo thì hãy bình luận phía bên dưới. Còn bây giờ thì...